Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu thiết bị vào ra là gì? Là tên gọi chung của các thiết bị để khi hoạt động, máy tính nhận thông tin từ thế giới bên ngoài và xuất thông tin ra thế giới bên ngoài. 2. Các thiết bị vào ra cơ bản của máy tính để bàn, gồm có màn hình, bàn phím, chuột. 3. Một số thiết bị vào ra thường gặp. Ở đây chúng ta tìm hiểu về thiết bị vào, ví dụ như chuột, bàn phím, tấm cảm ứng hay máy quét, đồ đọc mã vạch. Thiết bị ra gồm có màn hình, máy chiếu, máy in, loa. Thiết bị vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra, thì gồm có màn hình cảm ứng, máy in đa năng. Thiết bị vào nhận thông tin dưới dạng hình ảnh là máy quét hay là đồ đọc mã vạch. Một số cổng kết nối thường dùng, ví dụ như cổng HDMI, VCA, USB hay là DVI. Ta qua nội dung hệ điều hành. Hệ điều hành khởi động và kiểm soát mọi hoạt động của máy tính. Hệ điều hành quản lý người dùng máy tính. Hệ điều hành quản lý các phần mềm ứng dụng và các tệp dữ liệu. Hệ điều hành hỗ trợ an toàn dữ liệu, phòng chống virus và sao lưu dự phòng. Ví dụ như hệ điều hành Windows 10 có trung tâm an ninh Windows Defender với cái tính năng là chống virus. Một số hệ điều hành thường gặp là Windows, Android, iOS, macOS, Linux. Cửa sổ File Explorer thì có 3 vùng chính, đó là vùng nút lệnh, vùng điều hướng, vùng hiển thị nội dung. Vùng hiển thị nội dung thường có là tên tệp, tên thư mục, thời điểm sửa đổi gần nhất, kiểu tệp, kích thước. Tệp thì được phân loại theo định dạng của tệp và chúng ta không được tùy tiện sửa đổi đuôi tên tệp. Một số đuôi tên tệp thường gặp là docx, pdf, tt, v.v. Nội dung tiếp theo, thao tác thực hiện mở cửa sổ File Explorer. Cách 1 là chúng ta nhấn vào biểu tượng File Explorer ở trên thanh taskbar, hoặc là chúng ta có cái cách 2 là nhấn tổ hợp phím Windows cộng với E. Tạo thư mục mới thì chúng ta nhấn chuột phải, chọn New rồi chọn Folder. Các công cụ Quick Access và thanh đường dẫn. Quick Access là hiển thị các cái tệp hay các cái thư mục đã mở gần đây. Ở thanh đường dẫn cho biết địa chỉ của tệp hay là thư mục. Ở đây chúng ta có một số thao tác với tệp thư mục trên giải lệnh Home của cửa sổ File Explorer ở cái hệ điều hành Windows 10. Chúng ta thấy là có Cut và Paste là di chuyển, Copy, Paste, sao chép, Delete là xóa, Rename là đổi tên và New Folder là chúng ta tạo một cái thư mục mới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung về mạng xã hội. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về mạng xã hội là Facebook. Các em tìm hiểu nhé. Rồi, chúng ta tìm hiểu về mạng xã hội chung. Một số mạng xã hội thường dùng hiện nay. Một số đặc điểm của mạng xã hội. Lợi ích của mạng xã hội. Về các hậu quả có thể gặp khi sử dụng mạng xã hội. Các em tìm hiểu nhé. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung. Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng. Ứng xử có văn hóa ở nơi công cộng nè. Rồi ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội nè. Rồi ứng xử có văn hóa khi chúng ta dùng email tin nhắn như thế nào. Các em cùng tìm hiểu nha. Ứng xử tránh rủi ro trên mạng. Thì ngoài cái lợi ích của mạng xã hội, thì mạng xã hội còn có một số cái tác hại cũng như cái rủi ro. Thì các em tìm hiểu nha. Tác hại của mạng xã hội và Internet. Cách phòng tránh tác hại của Internet và mạng xã hội. Cách phòng tránh những rủi ro từ trên Internet. Các cái hình thức bắt nạt trên Internet. Và mình nhớ là đừng vô tình ăn cắp trên không gian mạng nha. Rồi, chúng ta qua nội dung tìm kiếm tuần tự. Ý tưởng là xuất phát từ đầu dãy số. Nếu số ở đầu dãy không phải là số cần tìm thì chuyển sang số tiếp theo trong dãy xem có phải là số cần tìm không. Cứ như thế cho đến khi tìm thấy hoặc đã xét hết dãy. Có hai loại bài toán tìm kiếm tuần tự. Đó là tìm kiếm trong dãy không sắp thứ tự và tìm kiếm trong dãy đã sắp thứ tự. Rồi như vậy, ôn cho mình các cái kiến thức. Các em cố gắng xem video nhiều lần và làm các bài tập nha. Chúc các em làm bài thật tốt. Chào tạm biệt tất cả các em.